trót bao phen lạc xa, cuộc sống cuốn con theo đam mê phù hoa. Nhiều khi con muốn quyết tâm chưa lối, thành tâm thông hồn Chúa ơi dù thương, mà sao con cứ mãi vẫn vương trần gian. Dù biết tội lỗi đó như gió, tình yêu Chúa vẫn nâng niu đầy con. Chúa mãi không đổi thay, dù trong năm tháng vẫn luôn vần xoay. Đời con này có Chúa chứa chan niềm vui. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh ân diệu vời. Dưới biển trời dòng tô lóng phen nổi trôi, Ngài dìu con đi về muôn lối. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chính nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, giúp lòng con đến nỗi thân. Chúa chính muốn hạnh phúc mãi không.
Nhật ký 531. Ngày 24 tháng 11 năm 1935, Chủ nhật, ngày đầu tuần, tôi đến trước Thánh thể và cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong nhiệm tích cực thánh. Tôi dâng mình cho Chúa Cha hằng hữu. Lúc ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn. Mục đích của con và các người đồng tâm của con là hãy hợp nhất với Cha hết sức mật thiết. Bằng tình yêu, các con sẽ hòa giải trời với đất. Các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ cho thế giới. Cha gieo cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quý báu đối với trái tim Cha. Đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài. Sức mạnh các ngài có được là do việc hủy mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, giữ chay, khổ chế, lao nhọc và tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc và đau khổ của Cha. Và rồi các ngài sẽ có được sức mạnh trước thánh nhan Cha của Cha. Nhật ký 532. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi những lời này: Hôm nay, con hãy đi sâu vào tinh thần khó nghèo của Cha và sắp đặt mọi sự sao cho những người túng nghèo nhất cũng không có lý do để ganh tị với con. Cha tìm được niềm vui không phải từ những tòa nhà đồ sộ và những công trình kiến trúc nguy nga, nhưng từ một tâm hồn thanh sạch và khiêm nhượng. Nhật ký 533. Khi ở một mình, tôi bắt đầu suy gẫm về tinh thần khó nghèo. Tôi thấy rõ ràng Chúa Giêsu, dù là Chúa tể muôn loài muôn vật, nhưng lại chẳng sở hữu vật gì. Từ một chiếc máng cỏ mượn tạm, Chúa đã bước vào cuộc đời thi ân cho mọi người. Còn chính người lại chẳng có lấy một chỗ dựa đầu. Và trên cây thập giá, tôi nhìn ra đỉnh cao đức khó nghèo của Chúa Giêsu, vì người không có lấy một mảnh áo che thân. Lạy Chúa Giêsu, qua lời khấn trọng tuyên giữ đức nghèo, con ước ao được trở nên giống Chúa. Đức nghèo sẽ là mẹ con. Bề ngoài, chúng ta không nên sở hữu vật gì và không còn gì để tự ý định đoạt. Còn bề trong, chúng ta không nên thèm muốn vật gì. Kìa, trong bí tích thánh thể, cao cả thay đức khó nghèo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đã từng có linh hồn nào bị ruồng rẫy như Chúa trên thập giá chưa? Nhật ký 534. Đức thanh tịnh. Không cần phải giải thích vì lời khấn này ngăn cấm tất cả những gì phạm đến giới răn thứ 6 và thứ 9 trong hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ, cảm tình. Tôi hiểu lời khấn trọng khác với lời khấn đơn. Tôi hiểu điều này với tất cả những hàm ý trong đó. Đang lúc suy tư điều ấy, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Em là hiền thê vĩnh viễn của ta. Đức thanh tịnh của em phải cao sang hơn của các thiên thần, bởi vì ta không mời gọi một thiên thần nào vào tình thân ái như ta đã gọi em.
hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có giá trị vô song. Một linh hồn thanh khiết có thế lực khôn cùng trước mặt Thiên Chúa. Nhật ký 535. Đức Vâng Phục. Cha đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Cha đã vâng lời song thân của Cha. Cha đã vâng phục các lý hình. Và giờ đây, Cha vâng lời các linh mục. Lạy Chúa Giêsu, con hiểu tinh thần vâng phục và tinh thần ấy cốt ở điều gì. Nó không những bao gồm việc chu toàn bên ngoài, mà còn cả trong trí năng, ý chí và phán đoán. Khi vâng phục các bề trên là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa. Chẳng có gì khác biệt khi một thiên thần hoặc một con người đại diện cho Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi. Tôi luôn luôn phải vâng phục. Tôi không định viết nhiều về các lời khấn, bởi vì những điều ấy quá minh bạch và cụ thể. Ngược lại, tôi sẽ ghi ra một vài tư tưởng tổng quát về hội dòng này. Kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào tình tôi sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn. Xin đưa bước con về tìm chân lý hướng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Tôn kính Chúa trên cao.
chiêm ngắm. Nhờ Thánh Chúa chỉ nhân quyền uy. Người ơi, nào họ tới, ở đây Chúa. Đồng thanh, hợp chung tiếng, hát ca khen. Cảm ơn được Chúa ban, chẳng lo trần gian mình mau thay đêm buồn sâu tuôn ngày đêm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu
như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ tư, cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người ngoại giao và những người chưa nhận biết ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim ta. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi của Chúa linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa. Và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ,
chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện dù. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và đồng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót tất cả cộng đoàn chúng con đây. Xin thương chữa lành các bệnh nhân, thêm sức cho các cụ già, ban ơn sám hối và thương xót quý vị ân nhân hồi lòng thương xót còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường vì lễ với đây, ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang quy danh giá, từ cõi trần bay toa ngàn hương để tiếng Chúa thánh linh nhân hậu cú tam dương cảm tạ suốt đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tương nhớ Chúa đã chịu khô hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Cũng xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Lòng thương xót Chúa tuôn tràn từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu tình yêu ban ngôi từng thay. Là nguồn cưới nguyên mầm sông và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi, nào ai dối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Mì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.